Thường như bên nhà là 7 giờ. Nương nương lại đi học thì tìm người chết trong người. Toàn trực tiếp cơm nằm ở cửa. Về mặt sớm người gọi điện thoại bệnh tiệm cơm mà cô thường muốn. Đặt 200 phần ăn đồng hồ tiếc hẹn làm. Đúng rồi. Xong được 11 giờ. Sau đó cô đặt đồng hồ vào thức ngủ một giấc. Khi nào nó xong cô đồng ý tiếc thở mà hoa nhớ nhớ. Nhưng có chút hỏi nhi về phía cô mà không biết tại sao là tự nhiên.